Nếu cuộc đời bạn chưa suôn sẻ như ý bạn muốn, xin bạn đừng thu lại ý chí và mơ ước ban đầu. Nếu bạn liên tục vấp ngã hay trượt chân trong cuộc sống, xin đừng quên lý do bạn cố gắng. Khi bạn muốn từ bỏ tất cả, hãy đừng dập tắt niềm tin vào bản thân và dũng khí tiến lên phía trước. Khi bạn nhìn ánh hào quang của người khác mà ao ước, bạn có nhận ra đằng sau thành công ấy là mồ hôi và nước mắt? Ngoài kia có rất nhiều người, hàng ngày ngủ muộn hơn bạn, dậy sớm hơn bạn, vấp ngã nhiều hơn bạn và đứng lên cũng nhiều lần hơn bạn. Không quan trọng bạn đang đứng ở đâu, tôi tin bạn chắc chắn sẽ tìm được con đường cho riêng mình. Vì thế, đừng chọn an nhàn, nếu có thể hãy chọn vất vả cố gắng cho tương lai. Chỉ cần bạn còn một trái tim cầu tiến và luôn hướng về phía trước, nếu bạn không nỗ lực, làm sao biết phía trước mình sẽ thay đổi như thế nào?